vừa cũng quên không mang cái máy. Lại phải vào ghé vào chung Hưng mượn cái máy. Dạ. Vâng, quên. Xin chào anh em, hôm nay thì mình lại đi hỗ trợ tại quận 9 nha anh em. Để một cái dòng xe Blade 2010 nút nổ máy nút không. Đồ kê mang theo gồm khi đi hỗ trợ thì tôi cũng vẫn mang theo, mình là mang theo một đồng hồ điện tử, một bộ đo áp bơm nhiên liệu và một thiết bị chuẩn đoán motoken để đi hỗ trợ tất cả các anh em. Thì đây là trên tay tôi hiện nay là một chiếc dòng xe Avalanche. Thì hiện tượng khách đến báo thì anh cũng báo là bị xe nút nổ nút không. Thì giờ hiện tại thì chúng ta đi hỗ trợ thì có chỉ mang theo những cái thiết yếu. Thì khi những dòng xe này thì chúng ta cần phải có những thiết bị đi tiếp kèm để chúng ta hỗ trợ, đó là thiết bị chuẩn đoán. Nhưng đầu tiên thì chúng ta vẫn có thể là phán đoán hoặc là kiểm tra đơn giản nhất. Xe gì anh ơi? Tại vì khi mình luôn muốn để hỗ trợ trực tiếp để làm gì, để các anh em cùng chúng ta cùng tham khảo và hỗ trợ giúp mình trong cái lúc mà như khó khăn, trong cái thời điểm mà chúng ta thứ nhất là phải hỗ trợ bằng thực tế, có nghĩa là xe đường ban bệnh thực tế. Thì đây là tại quận 9 nha anh em. Đây là xe Avalanche 2010. Để mình sẽ quay ngang cái điện thoại thì có thể anh em nhìn nó rộng hơn. Chứ nếu chúng ta mà để cho nó đứng thì nó hơi bị khó nhìn đôi chút nha anh em. Chịu khó chút xíu. À, cái độ đỏ áp bơm nhiên liệu rồi. Đầu tiên thì chúng ta cũng phải là thử xem là xem có tiếng động hay không. Cái T10 thì em mượn T10. Đầu tiên thì chúng ta vẫn không nổ máy, thì đầu tiên chúng ta cũng theo thao tác chúng ta phải kiểm tra lửa, đó là đầu tiên. Và thứ hai là chúng ta xem nghe ngóng bơm nhiên liệu. Thì trên tay tôi hiện nay thì tôi phải dò vào trên, đầu tiên đã là thợ thì chúng ta phải luôn luôn dò trên cái bình xăng để chúng ta nghe được cái cảm giác, cảm nhận có bơm nhiên liệu không. Thì hiện tại thì xe này thì có bơm mà lượng bơm giống như là chúng ta như phán đoán thì có vẻ hơi bị yếu. Thì bây giờ chúng ta cần phải kiểm tra, chưa cần kiểm tra lửa vội vậy, tại vì bây giờ cần có cái gì, đó là thông tin của bơm nhiên liệu đã, xong chúng ta mới kiểm tra vấn đề là bugi.
Về khi những dòng xe phun xăng điện tử thì các bạn lưu ý, chúng ta thử bu đi thì chúng ta cần phải cho sát vào trên cái tiếp diện ở mát thân sườn để tránh trường hợp chết ESM. Tránh trường hợp chết ESM thì các bạn hãy gọi giúp cho mình, đó là chúng ta phải thử trực tiếp dưới mát sát. Đây thì tôi sẽ hướng dẫn chia sẻ cùng anh em. Có vẻ là bên này cũng khó nhìn. Thì đầu tiên tôi sẽ phải thử đó là điện cao áp. Các bạn cho dí sát vào để tránh trường hợp chết ESM. Đó có nghĩa là chúng ta điện đã có thì các bạn phải dí sát vào, không cho quá xa. Xa thì sẽ hại đến vấn đề là như là sẽ chết con ESM, đó là chết con tràn đánh lửa. Nên là các bạn phải cho sát và chúng ta thử một lần duy nhất, không cần nhiều. Để đảm bảo các bạn hãy gắn chụp bu đi và chúng ta thao tác tiếp theo, đó là chúng ta thử tiêm phun. Rồi cái bộ bơm này của anh là không được rồi, em phải mang bộ bơm đi là đúng rồi ạ. Cái độ đo này, bơm này, cái của dòng AB là không có đo được, nó phải có cái chuyên dụng cả. Và để tiếp theo thì chúng ta sẽ mở buri, mở kim phun để chúng ta kiểm tra cái lượng phun ra xem là có đạt được hay không. Xe hiện tượng là không có phun nhiên liệu. Thì chúng ta đã có những cái đồng hồ và cái tiếng bơm thì rất là yếu. Rất là yếu nha anh em. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra đến vấn đề là bơm nhiên liệu. Lấy giúp cho em cái mở cái ốp này ra luôn anh Long ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
6 ly, mũi bắn là nhưng mà 6 ly này. Bỏ luôn hốt đây ra. Sẽ quá. Rất sét nha anh em. May mở ra được. Đặt rồi. Lấy ra một trang này. Chưa chịu anh chị này. Suốt ngày phải đeo khẩu trang. Ra chưa, ra chưa, mở ra. Còn dính á. Không bơm mà nó có lửa hay sao? Đấy, bơm mà bơm yếu lắm, bơm yếu siêu à. Không bơm nó có lửa chứ. À không, dim phun thôi. Cơ cấu kia gọi là bơm thì nó không có thể đứng được. Thank you.
Và giờ đây chúng ta sẽ kiểm tra đầu tiên thì cái bơm nó yếu thì chúng ta cũng phải kiểm tra cái nguồn. Các bạn cũng đầu tiên cũng phải kiểm cái nguồn thì chúng ta sẽ gỡ cái cựa này lên này, cái lẫy của cái chụp ở đường dây điện. Đây các bạn lưu ý 3 giây sau thì sẽ trở về 0V, mV. Chúng ta bật khóa thì coi như là tín hiệu khởi động, gọi là tín hiệu để điều khiển bơm nhiên liệu sẽ có trong vòng 3 giây là chúng ta bật lên này. Rồi anh tắt khóa và bật khóa giúp cho em cả. Đây nha các bạn, bật khóa. Thì nếu cái chiều chúng ta đừng làm bị sai để chúng ta biết là âm dương thì chúng ta thay đổi ngược lại. Anh bật khóa lại giúp em ạ. Rồi anh tắt anh bật lại cho nó. Rồi. Đợi. Rồi anh Nam ơi. Tắt khóa bật khóa đi. Bật lên. Giờ đây các anh em nhìn thấy là 12V và xuống 0V. Có nghĩa khi chúng ta mà bật lên thì nó lại có được điện áp bơm nhiên liệu. Vậy xe này thì đường kết quả là bơm yếu quá thì chúng ta thử một bộ bơm áp nhiên liệu khác. Mấy cái vòi xịt hơi. Tôi mở chuột thôi nha, để em mở cho các bạn bắt đầu khác rồi. Vòi về ra. Cái quan trọng chúng ta khi hỗ trợ đi phải chúng ta có thể đủ đồ nghề và sự phán đoán nhanh nhất có thể. Vì bơm nó lúc bơm và lúc không nên là anh em thiếu được tất cả chi tiết đồ nghề thì chúng ta cũng rất là khó để chúng ta hỗ trợ anh em. Nên là các anh em phải luôn luôn có những thiết bị để đi theo, giống như tất cả anh em đòi cũng phải thôi, phải có những đồng hồ nó áp bơm như nên đủ đến chuẩn. Trong cái hẹp này thì cũng hơi là khó lấy được cái nhất là. Thank you.
chúng ta thì cái kẹp này các bạn sẽ kẹp vào lấy cái kìm. Chúng ta từ lựa thế làm sao cho nó di chuyển nhẹ nhàng. Chúng ta kẹp vào và chúng ta thử việc đẩy ra nữa là xong. Và chúng ta sẽ kiểm tra. Đây các bạn nhìn thấy này. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà làm việc theo như anh em hay phán đoán này thì chúng ta sẽ dùng đến bộ bơm nhiên liệu đã áp bơm đâu cái đồng hồ lấy đồng hồ lên luôn đi, nó đủ các loại xe, còn đồng hồ kia thì đây là một đồng hồ chúng ta cần phải có. Khi chúng ta bơm như vậy nhưng mà chất gì đã bộ bơm của các anh em đã tốt thì chúng ta cần phải theo gì vừa nãy là không bơm nổi. Đáng nhẽ chúng ta chửi ở kia nhưng mà thực chất là xăng không có nhiên liệu. Chúng ta không có những cái thiết bị như là đồng hồ nó áp bơm nhiên liệu thì không bao giờ anh em có thể đo một cách chính xác nhất có thể được. Có nghĩa là áp bơm chúng ta không phải tính theo như vấn đề để anh em giờ tay cảm nhận để chúng ta biết rằng là áp bơm nhiên liệu từ 2 cân 8 cho đến 3 cân rất là khó khăn. Tất cả những việc chúng ta làm đều phải có sự khoa học rồi có cái độ chuyên môn thì chúng ta làm nó sẽ dễ hơn. Còn bây giờ đi hỗ trợ anh em mà anh em không có những cái thiết bị thì hỗ trợ nó rất là khó khăn. Đây không có thể nói là ai giỏi hay là dở, nhưng quan trọng là chúng ta cần có những cái thiết bị để chúng ta hỗ trợ cho công việc chính thức anh em. Khi cần nhất là khi sao? Khi chúng ta cần phải thử áp bơm thì nó độ chính xác cao và chúng ta không cần phải mang đến tính chất là thay thế loại trừ. Có nghĩa là chúng ta đi vào những cái tâm của cái vấn đề cái xe đương hư hỏng ở điểm nào input hoặc là output hoặc là trung tâm điều khiển như ECM. Thì lưu ý là khi cái dòng xe của dòng Appleet 2010 đó là xe của dòng xe Thái thì cái mã ECM của nó là KVG nha anh em. Thì đây tất cả các anh em nhìn lưu ý khi chúng ta làm một cái dòng phun xăng điện tử thì các bạn cũng phải đôi chút là để thử chính xác nhất. Có nghĩa chúng ta cần phải bật khóa lên 3 lần. Nhưng 3 lần đấy cũng chưa chắc đã là kết quả tốt nhất. Rồi, ok, đợi chút. Rồi anh gắn cái kim lại cho em cần. Vừa nãy nó bơm không thể nào khi phun ra nổi được cái vấn đề kim phun. Rồi anh bắt vào đâu rồi em cần. Đấy các bạn là vừa nãy là không có một tí kim phun. Bắt vào trên cái sàn này, bắt vào cái này. À đây thì trên cơ sở tiệm của anh. Đi chưa? Siết sơ này được không? Đây là cái T10 này. Bây giờ các bạn lưu ý là khi chúng ta làm bất kể dòng xe nào vậy thôi, các bạn làm hơi hoặc là làm kim phun thì các anh em lưu ý chúng ta phải reset bật khóa 2 lần để cho áp bơm một con được rồi.
một lần, hai lần, ba lần. Và chúng ta tiến tới, các bạn nhìn thấy tuột về. Đây là một vấn đề khi các anh em làm nghề rất là hay bị vặt xe trong cái thời điểm mà chúng ta cứ làm theo cách kinh nghiệm, có nghĩa là chúng ta cầm tay để chúng ta bóp lại cái bơm nhiên liệu thì cũng rất là khó. Bây giờ anh rút không ra. Thì anh lấy cái vòi xịt xịt sạch giùm em được. Đây. Rồi, anh thúc rồi, anh thúc rồi. Hết rồi. Bơm nhiên liệu thì cũng chưa chắc cú được anh em nhé. Nó cũng đường có một cái vấn đề rất là lớn. Nghĩa là vừa lấy mình cả giò vào trong tay bây giờ mới có cảm giác. Giá này nó mấy ohm? Này là 10 trên 10 ohm. Rồi, tại sao vẫn không phun? Đó là cái điều quan trọng nhất. À, hiện tại thì xe lại không phun mà bơm thì bây giờ có đôi chút. Xin chào tất cả anh em. Và bây giờ đâu cũng chưa chắc đã phải là đơn giản. Có những điều đơn giản nhưng mà cũng không phải là giản đơn. Có nghĩa cũng rất là mang tính phức tạp. Tuy rằng chúng ta đã kiểm tra đúng thời điểm tất cả mọi thứ. Anh chụp cái chụp buri vào giúp em cái. Không, không, em mới dựng vỡ ra. Thì vừa nãy em thử lửa ngoài thôi. Và bây giờ chúng ta thử xem kim phun có phun ra không. Nên là nhiều cái cũng khó khăn lắm anh em ạ. À vậy hả, Sài Gòn chưa? À, có chỗ quận 2 thôi nha. Chỗ cứ tổng quận 2 là không phải tâm dịch. Mà chỉ ở những trung tâm chỗ nơi khác mới có tâm dịch thôi. Quận 2 vẫn ok. Rồi anh để đi. Giữ tính lại. Rồi bây giờ phun nào nào này. Rồi. Rồi anh thử đi. Bơm ạ. Để đi. À đây các anh em nhìn rõ này, giúp cho mình này. Khi nhiều anh em hiện nay là vẫn cứ làm theo phong cách cũ, có nghĩa là chúng ta cứ thử bằng cái bơm áp nhiên liệu thì bây giờ anh em nhìn rõ này. Rồi anh để giùm em cái đây. Áp bơm đã tuột về. Đây các bạn nhìn thấy này. Rồi bây giờ này, cái điều quan trọng nhất là khi chúng ta tắt đi, anh tắt này. Rồi anh bật lại. Bơm bây giờ các bạn thấy không? Vừa lấy bơm đến 3 cân. Gần 3 cân, 2 cân rưỡi, 3 cân, nhưng chúng ta chỉ khởi động một chút xíu. Chúng ta dò trên bình xăng nó vẫn có bơm nhá anh em. Lưu ý, nó vẫn có bơm nhiên liệu. Dò trên bình xăng cảm giác mọi cái nó vẫn bơm nhiên liệu. Nhưng anh em không có thiết bị đồng hồ thì chúng ta không thể nào kiểm tra phán đoán đến 100% được. Có nghĩa lúc đấy chúng ta đừng nghi là kim phun. Ở đây vừa nãy tôi đã thử gì, thứ nhất là kim phun không có. Có nhưng mà rất là lượng rất là yếu. Nhưng trên tay này, giờ này cảm giác này, bơm vẫn có. Nhưng vừa nãy các anh em thấy, chỉ còn một chút xíu thôi lên đã là 3 cân rồi. Kim phun tôi vẫn còn đường gắn trên xe.
Rồi. Rồi anh bật lại. Bây giờ nó lại hết bơm anh em ạ. Lưu ý. Vừa lấy lúc là bơm, lúc không, lúc bơm được, lúc không. Anh kim phun ra. Rồi ok hết rồi. À, xe thì không báo lỗi nha anh em. Thì nhiều khi không phải phán đoán về kim phun. Đây là trường hợp mà như anh em đã thấy. Có những lúc chúng ta cứ thử bằng theo kinh nghiệm. Đó là có nhiều anh em nói với tôi là bịt cái lỗ này là xong là rút ra bật khóa bơm một cái lắp phịt bắn cái xăng ra ngoài. Đó là một sự sai lầm lớn nhất của những anh em bây giờ cứ dụng làm theo cách kinh nghiệm thì nó cũng rất là khổ sở cho chính những anh em đó. Và hôm nay tôi sẽ cùng anh em, bây giờ chúng ta đã phán đoán ra được mấy chục phần trăm, đó là 70-80%, đó là cái gì bị hỏng. Bây giờ là hết bơm rồi. Có bơm mà nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta đã thấy là cái bơm này đường có rất là vấn đề. Lấy cái chai R đây dùm em để xịt mấy con nhỏ nó vào đây. Rồi lấy cái bạc kèm. Đây thì chúng ta cũng vẫn phải có những cái thiết bị để chúng ta đo kiểm như là đồng hồ đo áp bơm nhiên liệu để chúng ta có thể phán đoán làm công việc một cách khoa học hơn, chứ chúng ta không có làm theo cách phán đoán nữa. Chỉ có một cái bơm thôi nhưng chúng ta chỉ nghe ngóng, chúng ta cầm vòng thử thì khó thể nào mà biết được chính xác đến 100%. Thì các bạn chỉ cần tất cả làm nghề sửa xe máy cũng đôi chút chúng ta có những cái bộ đo áp bơm nhiên liệu này để cho phục vụ chính bạn, để chúng ta loại trừ khả năng không cần phải mua. Anh lấy bộ bơm nhiên liệu dùm em. Và chúng ta khi thay thế xong thì anh em cũng lưu ý chúng ta cũng phải sửa lại. Đây thì anh đã chuẩn bị một cái bộ bơm thì chúng ta đã biết kết quả. Để phe xe ít nhỏ ít bự còn anh ra anh nhấn cho em cái chân này. Rồi anh gỡ ra tay.
Xin chào anh em, coi như chúng ta đã có kết quả để biết rằng là cái bơm xăng nhiên liệu đường trong tình trạng lúc bơm lúc không nha anh em, thì cũng rất là khó cho cái vấn đề chúng ta tự phán đoán, tại vì nhiều khi anh em cầm tay, dò tay, cảm nhận ở trên cái bình xăng có bơm hay không. Thì hiện nay thì chính vì những cái điều mà chúng ta dò cảm nhận vẫn có bơm, nhưng lượng bơm không. Rồi hút xăng ra đi anh, xăng nhiều quá, hút xăng ra. Hút xăng đấy, cái bộ hút xăng ra. Rồi được rồi. Hút xăng ra đây. Đấy, cái bình hút xăng này. Thì xăng còn nhiều quá. Lấy cái dây đi. Đổ bình nhỏ lên đổ. Hút cho nó cũng vừa diệt cả vi corona luôn. Chảy chưa? Lại ngưng à? Còn chảy không? Xăng còn nhiều mà. Rồi anh bóp một cái là nó một đống xăng nó chảy ra ngoài rồi. Được mà rồi, hút cả đi anh. Hút ra chưa? Quên nói nha. Trời ơi. Má sao vậy? Ok. Nhiệt quá. Có kết quả thì chúng ta lên gỡ luôn ra để chúng ta làm cho nó chắc ăn. Đúng rồi, AB Thái, đúng rồi, chính xác. Vừa lấy mình cũng không để ý, cũng không nói rõ là AB gì, AB của Thái, mã Thái, chính xác. Thì vừa lấy là mình dò vào trên cảm giác của bình xăng nhé, vẫn có cảm giác bơm. Thì tại vì mình cũng mua chưa, nhưng mà cái lượng bơm cảm ba giác một cái motor rất là yếu. Nhưng mà đến khi lúc chúng ta gỡ ra và chúng ta thử trực tiếp á, thì bơm vẫn là 3 kg, thì như các anh em đã thấy. Nhưng với là điều lạ là chúng ta chỉ bật đến 3 lần và chúng ta khởi động bắt đầu nó từ từ tuột áp xuống. Các anh em lưu ý, ở đây chúng ta không làm theo một cái cách kinh nghiệm mình hướng dẫn với anh em, cùng chia sẻ với anh em bàn bệnh cũng vậy, không làm theo cách kinh nghiệm. Chắc anh gỡ luôn cái kia ra cho nó dễ đi, chút nữa cái phớt đấy nó cũng nguy hiểm lắm, gỡ nó dễ bị xì xăng. Đây là những cái công việc thực, những cái chúng tôi đi hỗ trợ thực tất thể tế cho tất cả các anh em. Đây là quận 9 nha anh em, đường Bưng Ông Thòng, quận 9. Nên là đi đến cái thực tế đây là hỗ trợ tất cả các anh em ở trong trường hợp vì anh bị phán đoán sai lầm, bị kim phun, tất cả mọi thứ mà trong khi đấy chúng ta dò ra và chúng ta cầm dò cảm nhận trên cái áp bơm nhiên liệu là vẫn có bơm nha anh em. Nên là chúng ta cần phải sử dụng những cái đồng hồ để chúng ta mới chính xác được. Nhiều anh em cứ cầm bóp lắm này thì áp suất lớn như vậy mà làm sao chúng ta có cả cảm giác nhìn được. Tại sao mỗi một lần khi gọi là cái motor bơm của những dòng xe Honda đã nó sử dụng là than đề, gọi là cái than chổi than trên cái motor bơm nhiên liệu, khi chúng ta tắt khóa và bật khóa lên đó là bơm trở lại. Còn nhiều anh em sửa thì mình chả biết là anh em hay khoe là sửa thì kiểu gì mình cũng không biết.
Như anh em làm đây, mọi việc chúng ta cũng không thể là phán đoán, cầm giờ cảm nhận. Cô lù của A, cô lù với át của A đấy, mới anh Sơn, Sơn của khách à. Vâng, vướng cái bình đấy, anh gỡ bình đấy ra luôn đi. Gỡ nó ra được chưa? Bỏ ra luôn đi. Dục khẩn nó kéo ra. Tại vì bắt buộc anh phải làm rộng như vậy thì chút xíu anh cho bơm vào nó mới ok được. Vẫn vướng. Dạ. Có đấy à, đâu đây à? Đấy, cái này nó khó đấy lắm, tại vì nó vướng cái phao. Nó vướng cái lại. Nói chung là khi ở trong tại thành phố Hồ Chí Minh thì tốt nhất anh em dục luôn. Chưa anh nói cho em. À, nhất cái sim này thì hiện nay thì nhiều anh em bị lỗi rất là nhiều. Chị em yêu sống mất cầu không? Thank you.
Xin chào anh em. Vì cái phớt này cũng rất là khó khăn. Hãy còn gửi xì nha anh em, đừng có hiểu lầm chết luôn. Đây, vào khít kinh khít. Khít hết nha. Trời ơi, nhưng mà biết sao không? Ở đây không có xà bông chứ mình và có xà bông cục. Cái là mình rô một cái một, không cần rô nhớt nha anh em. Xà bông cục nó mới hiệu quả. Nó rất là nhẹ, nhẹ mà nó không có bị. Còn nhớt thì nhiều khi rô cũng rất là nguy hiểm. Xong rồi. Và đến bây giờ chúng ta có thể là thử lại áp bơm nhiên liệu. Và chúng ta sẽ coi lại thời gian phun. Trời ơi, nhiều khi cũng khó khăn lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Khi chúng ta gắn xong cần chúng ta đổ xăng và chúng ta phải lắc bình xăng để xem áp suất coi sao. Anh đã xếp trên kia chưa? Xếp lại rồi. Là những cái dàn phốt này là anh em phải gắn chính xác, phải có cái xà bông cục được anh em ạ. Nó rất là dễ, nó trơn nó gần hơn nhớt nữa cơ. Nhớt là nhiều khi mình làm nó cũng dễ bị lở cái phốt của xô. Một bên kia cũng phải là nó có giấy đóng cửa luôn này. Anh tắt mở quạt, tắt đi và mở lại, tắt tiếp mở lên, rồi tiếp. Rồi ok, anh để lỗ máy đi. Đấy các ông, anh em, sự phán đoán của chúng ta, kinh nghiệm đi chẳng nữa. Xe tự dừng chết, rất là bất thường. Nhiều cái này là anh em nhìn lại, đúng 3 cân, 3 cân mốt. Xe hiện nay đã được lỗ trở lại. Vì là sau đầu tiên anh cũng gỡ ra, cũng thử bằng tay. Đâm ra là cũng rất là khó. Chúng ta cần phải có những cái thiết bị. Và bây giờ tôi sẽ kết nối về thử xem cái dòng AP này phân tích dữ liệu bên trên có bị hao hay không. Ok, nhưng mà lỡ rồi, Corolla cũng phải chịu. Rồi anh gỡ mặt lại để kết nối.
thiết bị, đây là thiết bị chẩn đoán Motocan để coi thông số như này. Thì điều khách hàng nói là chính xác, không có sai. Khi chúng ta chỉ trường hợp nhiều anh em, cái chắc có lẽ ở đây là nhiều anh em còn sửa cái không được. Không bơm đâu phải. Cái đấy là cái chất gì mà à sai em ơi, thì cũng là quận 9 thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thông số hiện hành trên thiết bị chẩn đoán Motocan và chúng ta sẽ xem kết quả. Thì chúng ta cần phải kiểm tra nốt cái điểm mà khách hàng yêu cầu xe chạy chết máy liên tục. Thì chúng ta đã kiếm được đầu tiên, đó là chúng ta đã đủ đo áp nhiên liệu từ 3 cân, từ 2 cân 6 nếu dòng xe Honda. Cứu hộ thì cũng tùy theo từng tình trạng anh em. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thông số hiện hành của dòng Applet. Đầu tiên thì thiết bị 6.3 thì chúng ta sẽ hiện lên trên màn menu trên thiết bị chuẩn đoán Motocan và chúng ta sẽ kết nối với thiết bị trên xe. Đây là xe. Dòng xe đây là dòng xe Honda. Thì trên thiết bị 6.3 thì sẽ có Yamaha, Bizu, Vespa, SOM, Kimco và Suzuki. Thì chúng ta sẽ vào dòng Honda. Và dòng xe Honda thì chúng ta sẽ vào Việt Nam. Anh em lưu ý, nhiều anh em hiện nay đang sử dụng thiết bị chuẩn đoán Motocan nhưng mà chúng ta bị sai. Vì dòng xe tôi là Applet 2010. Bây giờ chúng ta thử vào nhầm vào đời 2010 đến 2012 thì tình trạng sẽ ra sao. Thì ở đây cũng khá nhiều anh em đã làm bị nhầm lẫn. Thì chúng ta sẽ kết nối với thiết bị thử xem thiết bị sẽ ảnh hưởng ra sao. Thông số hiện hành, cái này là chúng ta dô nhầm đời xe nhé. Thì thiết bị sẽ hiện ra cho các bạn nhìn thấy rõ hơn. Thì khi các bạn dô nhầm đời xe là đời này là đời 2008 cho đến 2010. Đời này là sử dụng bộ ba cảm biến. Nhưng chúng ta vào nhầm đời xe có nghĩa là gì? Dòng xe này là có sử dụng là bộ ba cảm biến nhưng chúng ta vào đời chỉ có TB không nha anh em. Nên là thiết bị sẽ hiện ra như này cho chúng ta cảm nhận thấy biết ngay. Nhưng nhiều anh em bảo ôi giời ơi chết rồi, nhiệt độ báo âm. Nếu mà nhiệt độ báo âm thì anh em lại nhớ một điều là trên đồng hồ này, trên cái đèn báo lỗi, nó sẽ xuất lỗi ngay cho các bạn thấy. Hoặc là nó nổi nhiệt độ lên liền lập tức. Lưu ý, nên là các anh em có thể là nhồi nhầm cũng không có sao. Nhưng thiết bị thì nó sẽ cho chúng ta kết quả như vậy. Và đây thì các bạn nhìn thấy rõ này, qua đây góc mở bướm ga là sai đến 57 độ. Đây là biến trở. Nhưng cái này là chúng ta dô nhầm đời xe. Nên là các bạn cứ không có việc gì, chúng ta trở ra và chúng ta sẽ vào đời này này. Đời dòng xe này có dùng bộ ba cảm biến. Đời này là đời 2008 cho đến 2010. Các bạn sẽ vào đời 2008-2010 trên thiết bị chuẩn đoán Motocan. Xe này tôi cũng đường nghi có vòng tua rất cao. Bây giờ lổ một chút xíu, đây là nhiệt độ. Nhiệt độ của động cơ nhé anh em. Nhiệt độ động cơ có nghĩa là dung dịch làm mát. Có nghĩa là nhiệt độ của động cơ nóng lên là từ bao nhiêu. Giống như so với mực ngoài trời, nóng độ nhiệt độ của nó là tầm 33 độ đến 35 độ tùy theo nhiệt độ của chúng ta. Và khi nóng máy đứng một chỗ nhiệt độ nó sẽ tăng đến cả 100 độ hoặc là 101 độ. Đây là điện áp, khi chúng tôi là 76 độ C thì điện áp sẽ gì? Nó giống như một biến trở, nó sẽ ngược lại là được 858 mV. Đây là khí lạp. Thì hiện nay thì tôi vẫn lổ ở trong một trạng thái đứng một chỗ. Thì trong bầu lọc không khí đó, lọc đó, là nó nhiệt độ đường nóng lên dần. Đó là 39 độ, đó là nhiệt độ ngoài trời. Điện áp của cái con IAT này là 2V2. Khi lạp đây là MAB tuyệt đối ở cổ hút nha. Cái này sẽ là tính tải khi chúng ta vận tải vận tốc lên.
Dưới đây là gấp mở bướm ga, điện áp của TB. Vòng cua máy thì như các bạn bây giờ hiện nay là xe đường nổ rất là cao, tôi cần nghe thấy cảm nhận. Nhưng không quan trọng, bây giờ chúng ta cần phải đi tiếp theo để chúng ta tìm nghiệp nguyên nhân. Vòng cua máy cao thì anh em hãy cho mình ý kiến để bây giờ chúng ta cần đi sửa những cái gì và làm việc những cái gì đây. Cảm biến oxy thì hiện nay là 78mV. Đây là những cái thông số chuẩn nha. Đây là cái này anh em mới gọi là phân tích này. Cái này mới gọi là các anh em phải phân tích xe đương hiện tượng gì, chứ không phải là các bạn trên coi trên hình ảnh để các bạn phán đoán. Hôm nay cái xe tôi đã làm nổ lên rồi, nhưng bây giờ anh em cho tôi kết quả, cùng chúng ta cùng chia sẻ để phân tích trên cái thiết bị chuẩn đoán Motorcan đưa ra cho chúng ta những cái thông số hiện hành. Và bây giờ các bạn, đây mới gọi là các bạn để trổ tài, đây là các bạn để hiểu biết, đây là các bạn chỗ cái điểm mà để chúng ta cần giải quyết vấn đề, cần chia sẻ để chúng ta cần học hỏi. Còn chúng ta lên trên những cái hình ảnh bên trên để chúng ta nó tương tác, nó không đi thực tế. Vậy hả? Đặt lại van IACV là lúc anh à? Ok, cảm ơn em rất nhiều. Thì chúng ta vẫn phải có xử lý về cái van IACV, đó là van điều khiển khí không tải, gọi là điều khiển Ganti. Van IACV là 36 bước. Thì trung bình nó nằm cỡ tầm độ 49 cho đến 50 bước. Cho đến 90 mấy bước, đó là được lập trình của ECM. Thì hôm nay là 36 bước, thì vòng tua đường rất là cao. Thì chúng ta cần là gì? Cần ở đây là cần vấn đề phân tích. Đây mới cho các bạn được kết quả để chúng ta có thể xử lý một cái dòng xe phun xăng điện tử tuyệt đối. Xử lý một lần duy nhất, chúng ta cần làm một lần duy nhất, không làm nhiều lần. Nếu chúng ta làm nhiều lần thì nó cũng không có hay. Có nghĩa chúng ta cần phải phân tích rõ ràng để cơ cấu chấp hành, hay là tín hiệu đầu vào, hay là trung tâm điều khiển, để cho chúng ta có những cái kết quả tốt nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ gì? Đầu tiên thì chúng tôi cũng phải đọc mã lỗi, xem trên xe có lỗi gì không. Hiện tại tôi chỉ mách lỗi mạch điều khiển kim phun. Đây là một cái lỗi quá khứ. Cái lỗi quá khứ này có thể chúng ta sẽ reset hoặc xóa mã lỗi. Nhưng hiện nay chúng tôi vẫn đương ở gì? Thứ nhất là vòng cua cao, oxy thì thấp. Oxy, oxy thì cái cảm biến oxy quá nhạt, thì xe này xe sẽ chạy không nổi. Nếu mà như vậy thì sinh ra tình trạng là nhiệt độ sẽ rất tăng cao, mà xe thì chạy là trong tình trạng nóng và yếu máy. Thì chúng ta cần phải xử lý những tình tiết sau đây. Là lỗi quá khứ, là có nghĩa là cái lỗi quá khứ có thể chúng ta reset xóa lỗi lại được. Khi chúng ta đã xóa lỗi thì vòng tua máy đã tự động tăng lên rất là nhiều. Tăng lên rất là nhiều thì chúng ta cần bây giờ phải làm gì? Tiếp theo thì trên vòng tua này tôi nghĩ chắc vẫn là cao. Bây giờ là vòng tua máy cực kỳ lớn rồi anh em ạ. Bây giờ là xe nó bất ổn luôn à. Vòng tua máy hiện nay là 2.390 vòng trên một phút. Thời gian phun đến 3.1 mili giây. Thời gian sớm lửa là 9.5 độ. Và bây giờ chúng ta sẽ đi thao tác. Đó là đầu tiên chúng ta tắt off về vấn đề chìa khóa để về chế độ tắt máy. Và chúng ta sẽ kiểm tra van IACV. Rồi anh mở cho em con van IACV.
Ở đây có nghĩa chúng ta cần phải đi kiếm về cái thao tác là phải theo đúng trình tự để chúng ta có thể từ từ để loại trừ những tất cả các khả năng. Ở đây không có sự phán đoán, chủ yếu là chúng ta đi vào cái trọng tâm của cái xe đương bị biểu hiện gì. Đó là một cái điều quan trọng nhất. Vòng tua thì cao, thời gian phun thì cũng cao, mà tại sao cảm biến oxy thì lại nhạt? Cảm biến oxy chỉ có bao nhiêu? 95mV là xe đương trong tình trạng quá nhạt nhiên liệu. Trên đồng hồ đó áp bơm nhiên liệu và 3 cân. Đây là anh em hãy lưu ý để chút xíu nữa chúng ta cần đi đến cái kiếm nguyên nhân. T20. Được à? 20 thôi. Thì đây là một con van khi chúng ta đã gỡ ra. Thì bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem trạng thái của van sẽ ra sao. Và chúng ta đầu tiên thì chúng ta cũng ghim rắc 4P điều khiển van khi không tải. Và chúng ta sẽ kiểm tra trạng thái bật khóa. Thì hiện nay là van vẫn chạy bình thường thì chúng ta có thể hai vấn đề để xảy ra. Một là kẹt van trong trạng thái kẹt. Hai nữa là dơ quá cái trên bộ ba cảm biến giữa van ESV để chúng ta có thể vệ sinh xong một cái cách đơn giản. Ở đây chúng ta cần phải làm một việc gì, chúng ta cũng phải có một cái tư duy sửa làm sao mà nó phải chuẩn, không mập mờ. Nếu mà mập mờ mà chúng ta không hiểu sâu thì cũng rất là khổ cho chính những cái khách hàng và cho chính bản thân ta. Nên là anh em hãy làm theo một cái phong cách, đó là gì? Đó là một cách khoa học nhất, phải có hiểu biết. Nếu chúng ta làm mà đi kiếm những cái thứ lòng vòng thì cuối cùng kết quả chúng ta cũng không có. Nên là chúng ta khi làm những hệ thống phun xăng điện tử phải có quy trình, cách làm, việc nào trước và việc nào làm sau. Đó là cái cách quan trọng nhất hiện nay mình cũng muốn để chia sẻ cho tất cả các anh em hiện nay chưa có điều kiện để đi học. Nếu anh em là có điều kiện thì chúng ta cần phải đi học kiến thức. Kiến thức đó là gì? Một kiến thức là vô bờ. Có nghĩa ở đây chúng ta cần phải có kiến thức thì chúng ta làm việc mới logic, mới có cái sự khoa học nhất. Rồi bây giờ anh gỡ cái này ra đây, vệ sinh hết lại cái hòng ga để cho sạch sẽ. Còn bây giờ chúng ta có thể đặt lại được. Đưa em mượn cái xịt để làm trước cái vấn đề thao tác. Rồi cho em miếng nhớt. Miếng nhớt. Và bây giờ tôi chỉ làm theo thao tác, đó là gì? Đó là chúng tôi tự vận hành. Đôi chút không cần phải sửa, không cần phải gỡ ra. Nhưng với mức độ là để thử cho anh em thấy xem cốt lõi có ra sao thôi. Còn chúng ta cần phải gì? Cần phải làm cho nó chính xác nhất. Ok, cái lục giả này.
Và bây giờ chúng ta sẽ thao tác để chúng ta kết nối với thiết bị và chúng ta cần thì khởi tạo hai lần. Với mức độ chúng ta cũng không cần phải đặt lại tầm kèm. Ở đây có nghĩa chúng ta cần phải vệ sinh sạch sẽ, bôi nhớt vào thì hành trình của van IACV sẽ đi đúng theo hành trình, thì vòng tour sẽ đạt được 1.000. Một, những cái dòng xe bộ ba cảm biến mà có sử dụng bộ ba cảm biến có một cái van IACV đó là điều khiển găng ti, đó là chúng ta sẽ phải vệ sinh lại sạch sẽ và chúng ta sẽ cho một đôi chút, đó là nếu mà có được cái dầu thì nó sẽ tốt nhất, thì vòng tour sẽ trở về hiện tại đó là 1.700 vòng đến 1.800 vòng trên một phút. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra trạng thái như là bơm nhiên liệu hoặc là một cái thời gian phun. Ở đây nhiều anh em thời gian phun chúng ta chưa có kết quả là hao nhiên liệu hay là không hao nhiên liệu nha anh em. Có nghĩa ở đây chúng ta cần phụ thuộc vào gì? Thứ nhất là nhiệt độ và cảm biến oxy. Đó là một cảm biến gọi là cảm biến oxy cuối nguồn, đó là chung một hệ cảm biến, nhưng đó là một đứa con rơi của trong hệ cảm biến. Có nghĩa là cảm biến oxy này khi nào khởi động nổ máy được thì nó mới đưa tín hiệu về cho ECM để biết tự tối ưu lại vấn đề hao nhiên liệu hay là thiếu nhiên liệu. Nếu thiếu nhiên liệu thì ECM sẽ biết rằng là cảm biến oxy báo về bây giờ là đương bị thiếu nhiên liệu rồi, thì lúc đấy ECM sẽ tự tối ưu để cho thời gian phun lâu hơn, có nghĩa là đây đến là 2.9, 3. 3 mili giây đấy. Là 3 mili giây sau bắt đầu đóng lại, đóng mở nha anh em. Đấy là có nghĩa là vậy. Thì bây giờ trạng thái khi chúng ta vòng tua đã trở lại ổn định thì cảm biến oxy sẽ gửi về một tín hiệu cho ECM một cách tốt nhất. Thì theo điều đặc biệt của trên thiết bị chuẩn đoán Motogen thì sẽ cho được cái giá trị kết quả cho tất cả các anh em để chúng ta thao tác ở trên những thiết bị một cách đơn giản nhất. Ở trên đây là thiết bị chuẩn đoán Motogen thì có thêm nhiều cái tính năng mà đến nay như anh em còn nhiều anh em đương sử dụng những thiết bị còn chưa hiểu hết được về tính năng đó, có nghĩa là ít người chia sẻ, ít những người hiểu sâu về nó để cùng chia sẻ với anh em. Còn hôm nay tôi thì cũng đương là nhà phân phối của thiết bị chuẩn đoán Motogen, tôi có thể hướng dẫn cùng chia sẻ với anh em tất cả những cái ban bệnh hàng ngày. Với mức độ chúng ta có những thiết bị thì sẽ cho công việc chúng ta một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Thì trên thiết bị đã có cho chúng ta kết quả, đó là kiểm tra A trên F. Có nghĩa là A trên F có nghĩa là kiểm tra về vấn đề là thứ nhất là gió và khí và trên cái được qua chung với trên nhiên liệu, xem được tỷ lệ có đạt chuẩn theo như yêu cầu các hãng hết hay không, các những hãng Honda, Yamaha, Suzuki, SOM, Piaggio hay không. Đây là chúng ta có được kết quả ngay như cái điều này, chúng ta có thể chứng minh cho khách hàng. Và ngay những cái điều này, xe mà hụt ga, yếu máy thì các bạn có thể chứng minh cho chính bạn và chứng minh cho khách hàng. Ví dụ bây giờ một cái xe chạy vận hành vẫn tốt, vòng tua đạt được yêu cầu, nhưng bây giờ tỷ lệ hòa khí nó nhạt về đây, thì các bạn có biết rằng có thể là chúng ta đương ở trong tình trạng xe, một là cơ cấu chấp hành, có nghĩa là một là bơm nhiên liệu, hai là nghẹt cực kỳ kim phun. Chỉ có thế thôi là chúng ta biết kết quả. Nhưng ở đây có nghĩa chúng ta không phải là nhìn ở trên xe, trên cái thiết bị này mà chúng ta đã phán đoán đến 100%. Còn có nhiều tác nhân gây tới, có nghĩa trên đây hiểu thêm một cái nguyên tắc, nguyên lý hoạt động, nhưng khi sửa chữa thì nó lại đi một cách cũng đôi chút dựa trên nền tảng đó, nhưng mà chúng ta vẫn có một cái cơ sở để kinh nghiệm
cơ sở để sửa chữa nhiều thì chúng ta sẽ xử lý một cái cách mà đơn giản, gọi là không mất quá nhiều thời gian cho anh em. Ở đây thì khi chúng ta đã làm xong thì bây giờ tỷ lệ hòa khí này, anh em lưu ý là tỷ lệ A trên F, gọi là tỷ lệ hòa khí 14,7 khí được hòa chung với cả 1 gam nhiên liệu. Nếu mà trên xe mà được dao động chỉ có những bộ ba cảm biến thì cho chúng ta đứng yên một chỗ hoặc dao động rất là nhỏ, có nghĩa là nó được sử dụng trên một cái van IACB để đưa một cái vòng tua nhất định chuẩn nhất, thì tỷ lệ hòa khí luôn luôn ở điểm chuẩn. Còn nếu những dòng xe như sử dụng TB thì sẽ được dao động, nhưng ở đây có nghĩa không phải là dao động từ nhạt về chuẩn 14,7/1, có thể là về động về nhạt được dao động liên tục thì xe vẫn chạy là một cách chính xác nhất. Và thứ hai thì trên đều của những dòng xe, những thiết bị chuẩn đoán Motogen sẽ cho chúng ta có nhiều cái kết quả. Thứ nhất, để chúng ta chứng minh cho khách hàng thì các bạn lưu ý vào trong đây chúng tôi. Các bạn sẽ thoát ra ở trên mũi tên và các bạn vào đọc mã lỗi trên động cơ. Điều này để có thể chúng ta có thể tư vấn khách hàng cho chúng ta kết quả. Nhưng chúng ta cũng phải có được kiến thức. Kiến thức có nghĩa là chúng ta kiến thức để nói với khách hàng. Tại vì bây giờ những khách hàng không phải đơn thuần như chúng ta chỉ nghĩ rằng là họ không biết sửa xe mà chúng ta nói gì cũng được. Có nghĩa họ có kiến thức, họ sẽ học được ở nhà trường, họ được ở ngoài đời, ngoài xã hội, họ làm những cái công việc thì họ biết rằng là trong kiến thức nhà trường đã dạy những cái gì cảm biến oxy, rồi tất cả những gì gọi là mang đến cảm biến thì người ta cũng đôi phần người ta sẽ biết rất nhiều. Nếu chúng ta mà đã làm mà chúng ta học mà chúng ta không biết để gọi bằng tên đấy, bằng cảm biến hay là một cơ cấu chấp hành thì cũng rất là nguy hiểm cho tất cả các anh em thợ. Khi mà khách hàng chỉ vận lại các anh em một câu thôi là anh em khó xử lý được, thì chính từ chỗ đó là nhiều cái điều mà anh em giống như là chúng ta đương làm thật, nhưng khi khách hàng chỉ hỏi vận lại một câu cảm biến để làm cái nhiệm vụ gì thì các bạn không trả lời được, cũng rất là nguy hiểm đến hiện nay cho những anh em. Nên chúng ta cố gắng có được thời gian, có được cái điều kiện thì nên chúng ta phải lên cập nhật về những cái công nghệ để chúng ta học, để chúng ta hiểu biết rất là nhiều. Và chúng ta sẽ vào đây trên thiết bị sẽ có chỗ chuẩn đoán nâng cao, hao nhiên liệu hay là xe còn chuẩn xác đến 100, có hao hay không thì chúng ta đã có được kết quả. Chỉ sau 60 giây là sẽ cho kết quả cho khách hàng, đó là xe tuyệt đối không hao một chút xíu nhiên liệu, có nghĩa là đạt được tiêu chuẩn. Rồi, xin chào Lê Vinh, chào tất cả các anh em. Thì hôm nay là tôi luôn luôn làm những việc thực, người thực. Có nhiều anh em đến hôm nay nói rất là nhiều. Từ khi tôi chia sẻ đến anh em thì luôn luôn trong tình trạng tôi lại trở thành một cái nạn nhân của những cái anh em. Và hiện nay không chia sẻ mà kêu có được đôi chút cái video chia sẻ lên là thế này thế khác. Thì mình cũng chỉ nói để rõ cho anh em để hiểu rằng chúng ta là một con người, một người nhỏ bé trong xã hội. Nếu giúp được anh em hoặc được chia sẻ được anh em thì tốt cái đó. Nếu người đó, những anh em thành phần đó mà cần để giúp đỡ, đây là chúng ta đương giúp đỡ sự thực, công việc thực đây này. Đó mới gọi là cần cái tính năng, cần và cái hiệu quả, cần cái chia sẻ thực. Còn các anh em mà chia sẻ thì không chia sẻ thì chỉ có phán thôi, thì tốt nhất cái lời nói đó nó cũng không hiệu quả đi vào vấn đề thiết thực cho những anh em thợ hiện nay. Nên là các bạn cũng ngưng lại, đừng lên comment, đừng lên có rồi. Có những anh em vẫn theo một cái xu hướng gọi là giống như là cái xu hướng đi hùa theo, có nghĩa là đi hùa theo từng cái câu nói mà chúng ta lại không coi vào cái thực tế nhiều. Đâm ta là cái sự hùa theo nó rất là nguy hiểm. Có nghĩa là làm bạn, làm cho những người hùa theo đó cũng là gì? Cũng là một là những người nạn nhân. Các bạn bây giờ là cần cái gì? Cần cái điều tốt đẹp. Các bạn lại đi trở thành một cái điều chia sẻ lụt tàn hơn. Xã hội làm sao mà phát triển được nếu chúng ta cứ đi theo một cái phong cách hùa, chứ không phải là đưa đến một cái thực tế để chia sẻ cho nhau. Xong rồi, xong hết rồi.
đây xe như vậy thôi, còn 10%. Nhưng mà đến bây giờ các bạn nhìn rõ này, chút xíu tôi sẽ làm cho vấn đề là xe không còn hao nhiên liệu nữa. Đây thì rất là nhiều anh em đương ở trong tình trạng này kêu hao nhiên liệu 10% thì các bạn nhìn thấy rõ đây. Đây các bạn, bây giờ làm thời buổi bây giờ các bạn làm những hệ thống phun sơn điện tử, chúng ta cần có rất là nhiều điều thiết bị để hỗ trợ. Thứ nhất là chúng ta phải có đồng hồ đo áp bơm nhiên liệu thì chúng ta mới biết được là áp bơm bao nhiêu là đủ. Còn bây giờ các bạn không thể là dùng bằng kinh nghiệm, dùng bằng bàn tay, dùng bằng cảm nhận bằng mắt để chúng ta đo được cái áp bơm nhiên liệu đấy là bao nhiêu cân. Phải qua thiết bị, kể cả những thiết bị chuẩn đoán thì chúng ta mới biết được kết quả. Và bây giờ xe vẫn còn hao 10% và chúng ta sẽ làm bước tiếp theo. Anh thay dùm em cái body luôn. Anh thay mới thay body qua đúng không? Rồi. Và bây giờ tôi sẽ làm một đôi chút để cho các bạn thấy. Anh đưa giúp cho em cái có cái chìa khóa 7 không? Chìa khóa 7. Dạ. Không. Khóa 7 mới được, khóa 7 lục ra. Dạ, điếu 7 cũng được. Dạ. Và chút xíu tôi sẽ đưa một cái tỷ lệ hòa khí về đạt theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất để cho các bạn thấy. Tại vì hiện nay cũng khá nhiều anh em cũng đương sử dụng thiết bị này nhưng mà chúng ta khi chuẩn đoán chuyên sâu vì vẫn hao 10% như nên. Với tôi thì tôi làm bằng sự thực, việc thực, còn không nên đưa lên những cái video. Tại vì những cái bộ ba cảm biến, nhất là dòng Amplet đời 2010 này, cũng rất là khó khăn để chúng ta đưa về tỷ lệ hòa khí chuẩn đến 100%. Đây các bạn, bơm áp nhiên liệu thì chúng ta cần phải có những cái thiết bị để làm chuẩn nhất có thể. Mấy bữa nay là mình bị những cái anh em, cái thành phần xấu ở trên xã hội này, nó cứ đâm chọc, rồi nó buôn bán cũng vậy, cứ làm sao cũng phải là lấy của người khác ra để đưa mình lên một cái điểm rất là lạ kỳ. Anh ơi có cái... bây giờ bơm nhiên liệu tất cả mọi cái đều là các anh em cũng phải quan trọng nhất định những cái bộ bơm để chúng ta có được cái kết quả mà tốt nhất. Không có chìa khóa 7 à? Mua chứ nhiều khi mình không có, khó làm lắm. Giờ những cái bộ phận điện tử nó cần những cái thiết bị lục giác nhỏ rồi nhiều thứ lắm. Xin chào. Có thể vấn đề anh em ở đây là chúng ta là trao đổi có nghĩa tôi vẫn mình vẫn phải đi học của anh em rất là nhiều, chứ không phải là mình
dạy các anh em nhé. Còn những cái điều mà mình chia sẻ có nghĩa ở đây là gì? Thứ nhất chúng ta cần phải có thiết bị. Bạn cứ nói. Ok, đến lúc nào mình rảnh thì anh em cần trao đổi, tại vì mình cũng chỉ chủ yếu mang đến vấn đề hỗ trợ cho anh em thực tế mà thôi. Đây, anh cầm giùm em cái đồng hồ lên. Và bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra lại đọc mã lỗi. Chỉ có những thiết bị đó thì có thể chúng ta sẽ chứng minh cho khách hàng một cách chính xác nhất. Nói chung là khi đi ra ngoài mình cũng phải luôn luôn khẩu trang anh em ạ. Chứ nói chung là ai cũng sợ, tại cái dịch cúm COVID này nó cũng rất là nguy hiểm. Có nghĩa là chỉ có những người điếc mới không sợ súng, nhưng mà chúng tôi vẫn sợ. Nhưng mà thôi kệ nó mà. Nhưng chúng ta vẫn đeo khẩu trang đầy đủ anh em ạ.
À, thì bây giờ thiết bị hỏi chúng ta là áp suất buồng đốt có đạt tiêu chuẩn không thì chúng tôi dép. À, xăng tiêu thụ đúng tiêu chuẩn. À, đây là khá nhiều những cái trường hợp anh em hiện nay đường làm mà không thể nào đưa tỷ lệ hòa khí về đúng tiêu chuẩn được. Nhưng trên đây cái này là hôm nay tôi cũng không chia sẻ được đến các anh em. Vì sao? Vì cũng có một cái tính khả quan về cái công việc. Vì cái dòng xe Prius này thì rất là nhiều, tôi có thể là chia sẻ cùng anh em hết. Nhưng ở đây có nghĩa là gì? Khi các anh em có được thiết bị, à không anh em, à, khi tôi hiện nay rất là nhiều anh em đương sử dụng thiết bị chuẩn đoán Motoken, gặp những dòng xe Prius này luôn luôn trong tình trạng là hao vẫn 10%, nhưng mà anh em chưa có cái kết quả để cho được cái vấn đề tiêu thụ đúng tiêu chuẩn như này được. Khi nào anh em nào mà đương sử dụng thiết bị chuẩn đoán Motoken mà làm tất cả mọi cái mà vẫn hao 10% thì đến lúc đấy điện có thể mình mới có anh em cùng chia sẻ để đưa cái khắc phục cái chuyện còn hao 10% về với thực tại gọi là thông số chuẩn như hiện nay. Tôi đương làm hiện nay thì hầu như là những dòng xe khi gặp trường hợp vậy là tôi có thể xử lý để cho xe xăng sẽ tiêu thụ đúng tiêu chuẩn theo như là cái nhà sản xuất muốn yêu cầu. Thì trên này tôi đảm bảo với anh em khi ở đây là có nhiều anh em bảo ô cái thiết bị đường báo ảo, đó là những anh em đấy còn thứ nhất còn bảo thủ nhiều lắm, có nghĩa là chúng ta nên bớt bảo thủ và chúng ta đi đến những cái điều quan trọng nhất. Có nghĩa là gì? Chúng ta cần phải làm sao chứng minh bằng cái thông số, làm sao chứng minh bằng cái sự thực, chứ chúng ta không thể nói theo một cái chiều hướng là ảo thuật rồi ảo này ảo kia thì cũng không nên. Có nghĩa ở đây khi nào mà các bạn tự nghiên cứu ra những cái thiết bị, tự nghiên cứu thì các bạn mới gọi là bác cận giỏi tai. Nếu mà các bạn mà không nghiên cứu, không được có những cái ứng dụng thì không thể nói tài mới giỏi được. Có nghĩa là ở đây chúng ta chỉ là những người thợ, chúng ta chỉ đi làm phục vụ lại cái công việc sửa chữa lại đôi chút, đưa về đấy là chúng ta đương làm theo đưa gì về thông số chuẩn của nhà sản xuất, chứ ở đây chúng tôi cũng không có đua độ hoặc có thể thay thế gì ở trên những cái xe để giảm nhiên liệu. Nên là các bạn sẽ phải liên tục để có một cái cách hướng nhìn khác. Thì xe bây giờ hiện nay tôi đã xử lý một cái cách mà xe đã tiêu thụ đúng tiêu chuẩn, đúng theo các hãng Honda, Yamaha đưa về tỷ lệ hòa khí, đó là đạt 14,7/1. Và giờ đây xăng đã tiêu thụ đúng tiêu chuẩn theo đúng nhà sản xuất, như các bạn đã vừa nãy thấy, vừa nãy là hao 10%. Hao 10% thì như anh em đương sử dụng những thiết bị chuẩn đoán Motoken rất là nhiều. Vì những dòng xe Prius 2010 là luôn luôn chúng ta làm tất cả mọi thứ nhưng mà luôn luôn ở vấn đề là hao 10%. Nhưng với mức độ mình chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút là chúng ta đã đưa về xăng tiêu thụ đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra. Tôi xin chào tạm biệt. Thì hiện nay là khách hàng đã đến lấy xe thì chúng tôi sẽ trở lại bình thường để cho anh dắt. Rồi ok, dắt hết vào đây, xong rồi.